Em lấy con dao xanh rồi chiếu trong bếp á. Đúng là không hạt rồi. Này anh em ơi, anh em đấy, không hạt nhá, này không thấy hạt nào luôn. Thơm quá, thơm quá. Đúng là không hạt nhá, thực ra là có hạt nhưng mà hạt rất là bé này. Đấy, có đường dao của em nó đi không thấy luôn. Giờ xin theo các bác em thưởng thức phát nào. Em háo hức em chờ đợi lắm rồi. Mời các bác nha. Tuyệt vời quá. Chào anh em trên kênh YouTube 4.0 của Trần Văn Hảo nha. Hôm nay 4.0 Trần Văn Hảo mưa lắm các bạn, mưa lắm nhưng mà sẽ đi test thử cái gì các bạn? Cái đằng sau nhà mình đây này, cái mít không hạt. Trồng hơn 10 năm rồi. Gần 10 năm rồi. Và bây giờ là mình lấy được cái trái đầu tiên mà ăn. Nãy ra kiểm tra thấy nó thơm quá. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để test thử cho anh em xem. Bao nhiêu con số các bạn mà chưa được ăn cái mít không hạt thì hãy thưởng thức và xem hết video này nhá. Nào, vào video anh em ơi. Đây là những cái cây mít không hạt này các bạn này. Cái lá nó tròn tròn. Các bạn nhìn kỹ nhá. Đấy, mít không hạt đấy. Cây này thì hôm trước là nó ra được hai trái nhưng mà chưa bảo quản được là nó đã bị ấy rồi. Bị côn trùng tấn công rồi các bạn. Trời hơi mưa nhưng mà mình vẫn phải đi. Bởi vì không đi ngày mai biết đâu không ăn được. Đấy. Nhà mình vườn hữu cơ nên cỏ rác nó còn nhiều nhá các bạn nhá. Đây. Nay mình sẽ làm cái này để test thử cho các bạn. Đấy, cây mít của nhà mình đây này. Được 9 đến 10 năm rồi các bạn ạ. Trồng 9 10 năm đúng phải kiên trì thật. Đây, trái mít của mình đây này. Mít mình đây này anh em ơi. Đó, mít không hạt nhá, từ trên cây xuống nhá. Bên này còn quả nữa. Bên này còn quả nữa, tí nữa là phải bọc ngay bọc giống như này và mình phải cho thêm một cái bẫy bả ruồi sinh học nữa các bạn ạ. Không có là nó sẽ ăn á. Ăn. Rất là thơm rồi các bạn nhá. Mùi rất thơm này. Nó nõm nõm mà này này. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt thôi. Cắt và anh em mình về cùng thưởng thức nhá. Rồi, ăn quả nhớ kẻ trồng cây anh em ơi. Cảm ơn em mít nha. Cảm ơn em mít. Chặt nào thì mình chặt vào đây. Đấy, để mai sát sát đây nó lại ra tiếp. Nó ra tiếp những cái u đây. Đó. Rồi, về nào anh em, khỏi mưa. Úi giời. Thơm quá. Thơm không? Thơm không? Thơm lắm. Thơm lắm các anh em ơi. À. Về cân thử thì đây là cái mít mình vừa cắt về anh em nhé. À, toàn cảnh mít không hạt đấy. Bọc bằng lưới cước. Kiến ở trong đây nhiều lắm rồi. Ngửi thấy mùi ngọt. À, được là 7,5 kg các bạn. Bây giờ là mình sẽ cùng nhau rửa đi qua một tí bụi bặm này các bạn này. Rồi em mổ ra cho các bác nhé. Xem là đúng là mít không hạt như nào nhé. Sau 10 năm chờ đợi thì em rất là hồi hộp. Bây giờ các bác cùng với em là mổ cái quả mít không hạt này ra xem tình hình nó có hạt hay là không hạt nhá. Kiểm chứng nha anh em nhá. Thấy mùi thơm dịu đấy. Đúng cái nhu cầu của ngày xưa tư vấn đấy. Hồi hộp không các bác? Không thấy cái hạt nào. Trước mắt là cái dao của em nó đi là không thấy động vào hạt nào các bạn. Đấy. Không hạt ơi là không hạt. Các bạn, anh em nào ăn mít không hạt thì xung phong là giơ tay nào. Quả dao ok, em lấy con dao xanh rồi chiếu trong bếp á. Đúng là không hạt rồi. Này anh em ơi. Anh em. Đấy, không hạt nhá. Này, không thấy hạt nào luôn. Thơm quá. Thơm quá. Đúng là không hạt nhá. Thực ra là có hạt nhưng mà hạt rất là bé này. Đấy, có đường dao của em nó đi không thấy luôn. Giờ xin theo các bác em thưởng thức phát nào. Em háo hức em chờ đợi lắm rồi. Mời các bác nhá.
Tuyệt vời quá. Ngon. Ngon, ngọt. Ngọt lực nhỉ. Ngọt, ngọt, ngọt thanh các bạn. Ngon quá, ngọt giống, quá. Giống mít da dừa. Giống da dừa. Ngọt lắm các bạn ạ. Em thưởng thức cái muối muối này nữa này. Sau đó là em phải làm kiểu ảnh. Đây, cho bạn quay một miếng. Bạn quay ăn đi. Quay phim. Đấy, các bạn này. Mít bé xíu. Đúng là đáng giá. Các bác đã ăn mít, các bác thích ăn mít thì các bác phải ăn mít không hạt nhé. Tuyệt vời quá. Ngon. Một cách ngỡ ngàng. Bao nhiêu con số các bạn muốn ăn mít không hạt ở trên thị trường không có, tới nhà em nhá. Đấy, còn là nếu mà thấy video này hay thì cho em một like. Chưa đăng ký thì đăng ký kênh của em nhá, để những video sau ấy em là làm ấy, ngọt quá làm là lưu lưỡi. Đấy. Em làm ấy thì các bác sẽ có cái thông báo. Bác nào cần thì phải đặt trước, em sẽ ship nó còn hơi già già chút. Về đấy nhà bác nào nó xanh là vừa, nó chín là vừa. Đấy. Lần đầu tiên cái cảm giác nó vậy đấy bác ạ. Ok các bạn nhá. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong các bạn video tiếp theo. Bye bye.